lỗ anh em. Nha, nó phát của mình. Mấy nè. Mười lăm. Đây phụ huynh của ai? Lớp 10 giấy kiến khích là được rồi. Giỏi rồi. Có anh Khánh nó la cho không? Không được rồi, giấy kiến khích là được rồi. Đô. Ôi già, nãy thầy cũng đâu có đâu. Ờ đó là 8 nam, quay lại 8 nam. Quay điểm lại. Đó, chú vị cầm cúp này. Năm có ngày la mà thì nó đọc tốt quá mà.
đập có bước mệt nha, nó đập liên tục không mệt á. Giờ không dám đập nữa. Mấy cái banh mà trúng tầm mà đập thì sao mà đỡ được.